Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin học tập và làm theo tấm gương cụ Tổng, đồng chí đẩy 5 đồng chí vào tù. Vụ cô giáo Lê Thị Dung bị đẩy vào vòng lao lý chỉ vì chi sai có 45 triệu đồng đã làm dậy sóng mạng xã hội trong thời gian qua. Cộng đồng mạng đã đấu tranh mạnh mẽ cho bất công này, kết quả là cô Dung đã được Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An giảm án so với bản án sơ thẩm. Dù bị bắt bí nhưng tòa án này vẫn ngoan cố tuyên cô Dung 15 tháng tù giam, bằng thời gian họ tạm giam cô mặc dù cô vô tội. Đấy là mẫu về một loại tòa án công cụ. Tòa án này xử theo mệnh lệnh và nó đã thực hiện chức năng này thay vì thực hiện chức năng mang lại công lý. Với bản chất của chế độ như thế thì chuyện đồng chí này dùng tòa án để tống đồng chí khác vào tù không phải là chuyện hiếm. Trước đây người ta thường nói về dân oan, nhưng xem ra giờ đây còn có cán bộ oan nữa. Ở cơ sở, tòa án là công cụ cho kẻ có quyền lực để trù dập cán bộ. Sau vụ án cô giáo Dung, giờ đây cộng đồng mạng đã xôn xao một phiên tòa tương tự đã diễn ra tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tòa án Nhân dân thành phố Pleiku đã kết án nặng nề với 5 cán bộ thuộc Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Gia Lai. Theo đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Pleiku tuyên 5 cán bộ của chi cục tổng cộng là 14 năm tù, trong đó chi cục trưởng Lê Huy Toàn bị tuyên tới 6 năm, Nguyễn Thị Hoài Thu kế toán bị tuyên 5 năm, 3 người còn lại là Phan Ngọc Tiến, Chu Thị Là, Nguyễn Thị Thu Thảo, mỗi người 1 năm tù giam. Tổng số tiền thất thoát trong vụ này chỉ có 48,5 triệu đồng. Nạn nhân của Tòa án Nhân dân thành phố Pleiku nhờ đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân kêu cứu. Kết luận giám định buộc tội 5 người này là thất thoát thiệt hại tổng cộng 48,5 triệu đồng. Trong khi đó, Điều 356 Bộ Luật Hình sự quy định phải gây hậu quả là thiệt hại từ 10 triệu đồng trở lên mới có dấu hiệu về hậu quả, nhưng tòa vẫn lấy kết luận giám định tư pháp trên để làm căn cứ khởi tố, truy tố và buộc tội. Còn các dấu hiệu khác như vụ lợi, trái công vụ, cố ý trực tiếp v.v. chỉ là những khái niệm định tính rất mù mờ, mang tính quy trục. Thực ra không phải chỉ Đảng Cộng sản trù dập người dân, mà ngay cả trong đảng họ vẫn thường trù dập lẫn nhau. Một khi có người đủ quyền lực để chi phối ngành công an và tòa án, thì người đó sẽ thắng. Từ trên thượng tầng luật chơi là như vậy, thì dưới cơ sở luật chơi cũng thế. Tại các nước văn minh, người ta không lập ra ban chống tham nhũng nào cả. Nhiệm vụ thanh trừng những kẻ tham ô là nhiệm vụ của hệ thống tư pháp và luật pháp. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì gần như hệ thống tư pháp không làm chuyện đó, mà hệ thống này đã bị sử dụng để thực hiện hóa vai trò đấu đá, trù dập lẫn nhau. Ngay cả cách chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như vậy. Ông dùng Ủy ban Quốc gia về phòng chống tham nhũng do ông đứng đầu để loại bỏ những người mà ông muốn loại trừ. Chỉ sau khi ông đã ra kết luận về mặt đảng thì công an mới được vào cuộc bắt người, tức là ngành tư pháp chỉ là công cụ cho cá nhân. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ông trùm dùng bộ máy tư pháp làm công cụ cho mình. Nhà nước pháp quyền thể hiện thống pháp luật xử lý mọi vấn đề pháp lý, chứ không phải hệ thống pháp luật làm theo sự chỉ đạo của một cá nhân. Chống tham nhũng bằng quyền lực của luật pháp là cách làm bền vững. Bởi thế, tại các nước dân chủ, lãnh đạo chỉ cần nhận món quà trị giá vượt quy định của pháp luật thì sẽ bị quy kết là nhận hối lộ. Ai làm trái luật thì đều bị trừng trị mà không cần sự ra tay của đảng phái nào. Đảng phái chính trị mà đứng trên nhà nước thì quốc gia đó sẽ loạn. Luật pháp bị biến thành công cụ nên hay gây ra các oan khuất. Cả hệ thống tư pháp, cả ngành công an và cả cơ quan tố tụng các cấp cứ nhìn mặt các lãnh đạo cấp cao mà xử án, chứ chẳng chịu xử theo quy định của pháp luật. Người làm trong bộ máy nhà nước Cộng sản tuy suốt ngày nghe cụm từ nhà nước pháp quyền, nhưng họ không hiểu rằng nhà nước Cộng sản không phải là nhà nước pháp quyền. Vì vậy, họ mới thành nạn nhân của bộ máy này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền trực tiếp với bản tin Học tập và làm theo tấm gương cụ Tổng, đồng chí đẩy 5 đồng chí vào tù.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bỏ nghề giáo, tháo chạy sang tư bản bóc lột, lấy ai để mà sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Vào năm 1946, trong thư ông Hồ Chí Minh gửi cho học sinh nhân ngày khai trường, ông có gửi gắm tham vọng sánh vai cùng cường quốc năm châu vào các em học sinh. Thực chất có đưa được Việt Nam sánh vai cùng cường quốc năm châu hay không là trách nhiệm và khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản, trong đó ông Hồ Chí Minh đóng một vai trò lớn. Toàn Đảng Cộng sản sau này vẫn luôn học tập và làm theo tấm gương của ông. Vứt bỏ chức hiệu phó để sang Hàn Quốc lao động kiếm sống. Từ năm 1946 cho đến nay đã 77 năm, Việt Nam có sánh vai cùng các cường quốc năm châu hay không thì có đáp án rất rõ ràng, không cần phải bàn cãi. Chủ thuyết cộng sản do ông Karl Marx và Lenin nặn ra đã tàn phá nhân loại kinh khủng. Quốc gia nào bị cộng sản cai trị thì quốc gia đó ngập tràn trong nghèo đói và lạc hậu. Chủ nghĩa này không đưa ra bất kỳ dân tộc nào đến với văn minh, mà ngược lại, nó dìm các dân tộc bị nó thống trị, ngập trong vũng bùn, ô mê, tăm tối. Ngày trước, khi người ta tung hô các lãnh đạo cộng sản là bởi xã hội lúc ấy bị bế quan, tỏa cảng. Người dân bị cấm nghe đài phương Tây, bị cấm tiếp cận với các thông tin từ bên ngoài, dưới mọi hình thức. Thực chất, quan chức của Đảng Cộng sản thời đó cũng như thời nay cũng tham lam, cũng bất tài, và cũng gian ác. Ngày đó người ta không thấy quan tham nhiều, bởi vì xã hội thời đó quá nghèo đói, không có gì nhiều để cho quan tham biển thủ, chứ họ chẳng trong sạch gì cho cam. Khi mà xã hội đã làm ra của cải vật chất nhiều hơn thì quan tham mọc lên như nấm sau mưa. Quan chức tha hồ ăn của dân, không chừa một thứ gì. Vứt bỏ nghề giáo của các giáo viên chạy theo tiếng gọi của tư bản bóc lột. Ông Hồ Chí Minh khi bước ra lên đỉnh cao quyền lực, ông ta đã hoang tưởng về một Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Vì đơn giản, ông ta không nhìn ra những sự tệ hại của Đảng Cộng sản và không nhìn ra sự vô năng của những con người được nhào nặn từ cái nồi Cộng sản ấy. Cho đến nay, với 77 năm là thời gian quá đủ để kết luận Đảng Cộng sản không có khả năng xây dựng Việt Nam hùng cường. Mới đây báo chí cho biết tại tỉnh Hà Tĩnh, giáo viên liên tiếp bỏ trường để sang Hàn Quốc tìm việc. Tại huyện Kỳ Anh, thầy phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Kỳ Xuân bỏ nhiệm sở sang Hàn Quốc tìm việc. Sau đó lại thêm hai thầy giáo cấp 2 xin nghỉ phép đi khám bệnh nhưng thực tế đã sang Hàn Quốc tìm việc lao động chân tay. Sau khi các thầy đã chạy theo tiếng gọi của tư bản bóc lột thì đến ngày 9 tháng 6, Phòng Nội vụ tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với thầy giáo Trần Đăng Giang, sinh năm 1978, và thầy Hồ Văn Thuận, sinh năm 1978, cùng là giáo viên toán tại trường trung học cơ sở Kỳ Phú. Đây được xem là kết quả tất yếu khi mà nghề giáo với mức lương chết đói không thể kiếm thêm gì được bởi đủ thứ lệnh cấm của Bộ Giáo dục và cả sự chỉ trích của dư luận xã hội. Hiện tượng ép học sinh phải học thêm có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó không thể thiếu nguyên nhân đồng lương công chức không đủ sống. Đây là thất bại thảm hại của một nền giáo dục tại Việt Nam. Thế này thì Việt Nam làm sao sánh vai cùng các cường quốc năm châu cho được? Nó thật là mỉa mai. Ước mong hoang đường của ông Hồ Chí Minh trước đây. Người dân Việt Nam rất thực tế đi xuất khẩu lao động sang các nước tư bản. Dù làm công nhân, lao động chân tay thì mỗi tháng thu nhập cũng bằng nhiều tháng lương của giáo viên. Không ai trung thành với sự nghiệp giáo dục khi mà ngành giáo dục bị xem thường, bị hắt hủi và ít được quan tâm hơn ngành công an. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư vào con người, tuy nhiên Đảng Cộng sản sợ người Việt Nam có hiểu biết thêm thì lại đòi dân nhân quyền và dân chủ và chạy theo tiếng gọi của tự do. Cho nên họ không bao giờ đầu tư vào giáo dục một cách thật lòng như nhiều nước khác. Đảng Cộng sản cần ngu dân hóa để mà dễ bề cai trị. Do đó, họ phá nát nền giáo dục là một trong những cách ngu dân tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin bỏ nghề giáo, tháo chạy sang tư bản bóc lột, lấy ai sánh vai cùng cường quốc năm châu đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.